Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật đổ. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Phiếm không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Ta cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ vả vơ vẩn tao vẫn kề ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây gặt hái được trái ngọt thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thật với sao mây không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã những cái dèm pha kệ mẹ ta đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Bằng bằng người ta thích lâu khi làm thêm vào nhiều nhạc kiếm theo nhiều poly. Mau phát thoải mái mau phát ấu đi dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si. Mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Người ta không biết tao đang bị gì. Anh có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Mời đi. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ vơ vả vơ vẩn tao vẫn kề ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây gặt hái được trái ngọt thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thật với sao mây không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã ao ngang. Những cái dèm pha kệ mẹ ta đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Bằng bằng người ta thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc kiếm theo nhiều poly. Mau phát thoải mái mau phát ấu đi dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si. Mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Người ta không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Mời đi. Ok.
vườn anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải thật nhận mai lịch. Yeah, người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngày. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Tao chỉ là kẻ thơ thẩm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những đời dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cả tao không có băng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều tô lì mau phát thoải mái mau phát ấu đi. Dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vì. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải thật nhận mai lịch. Yeah, người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngày. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thẩm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những đời dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cả tao không có băng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều bầu lì mau phát thoải mái mau phát ấu đi. Dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vì. Người ta không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Mời đi. Ok. 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 Ok.
Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra gốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo, mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chi tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như đừng phải thật nhận mai lịch. Yeah. Người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thức phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ tao cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Tao chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao bao cho con beat cho đã ao ngang. Những lời dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly mau phát thoải mái mau phát ồ đi. Dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên nam ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi. Anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mì. Hỏi baby em tên gì. Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Nên tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Thôi xem cùng bà đi. Ok. Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra gốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo, mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chi tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như đừng phải thật nhận mai lịch. Yeah. Người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Phiếm không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao bao cho con beat cho đã ao ngang. Những lời dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly mau phát thoải mái mau phát ồ đi. Dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên nam ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi. Anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mì. Hỏi baby em tên gì. Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Thôi xem cùng bà thêm. Ok.
Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo, mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật dê. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén hay là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ tao cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái trái ngọt thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thật với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho ra. À à à à à ao ngay. Những cái dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó. À à à à à cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách. Hay là ba 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 cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Bằng bằng vì tao thích lâu khi làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly màu phát thoải mái màu phát ấu. Bọn bọn tao suy mà fuck tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác, tao chỉ đổi tên rap. Chứ tao vẫn nguyên si mà fuck tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi. Anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mì. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chính Việt chi. Thôi. Xem cùng mà thêm. Mời đi. Ok. Hai cái rồi. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo, mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật. Yeah. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén hay là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái trái ngọt thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thật với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho ra. À à à à à ao ngay. Những cái dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó. À à à à à cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách. Hay là ba 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 cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Bằng bằng vì tao thích lâu khi làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly màu phát thoải mái màu phát ấu đi. Dí bòi vào tao suy màu phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác, tao chỉ đổi tên rap. Chứ tao vẫn nguyên si màu phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi. Anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mì. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chính Việt chi. Thôi. Xem cùng mà thêm. Mời đi. Ok. Hai cái rồi.
Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo, mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải thật nhận mai lật. Người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Phím không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Ta cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những đời dèm pha kệ mẹ ta đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cả tao không có băng đảng. Người ta thích lầu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều tô lì mạo phát thoải mái mạo phát ầu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vì. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo, mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải thật nhận mai lật. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những đời dèm pha kệ mẹ ta đéo thấy cho bọn nó Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có băng đảng. Người ta thích lầu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều bầu lì mạo phát thoải mái mạo phát ầu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vì. Người ta không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Thôi. Có xem cùng mà thêm.
Ủa? Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như đừng phải thật nhận mày lịch. Yeah. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thuốc phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ tao cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Tao chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao bao cho con beat cho đã. Những thời gian pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly mạo phát thoải mái mạo phát ấu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Nên tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Có xem cùng bà thêm. Mời đi. Ok. Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như đừng phải thật nhận mai lịch. Yeah. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Phiếm không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao bao cho con beat cho đã. Những thời gian pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Bằng vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly mạo phát thoải mái mạo phát ấu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Có xem cùng bà thêm. Mời đi. Ok ok. Hai cái rồi.
của 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật đi. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah yeah, tao ok. Phím không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Ta cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây gặt hái trái ngọc thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thật với sao mây không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho ra à. Những cái dèm pha kệ mẹ ta đéo thấy cho bọn nó à cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc kiếm theo nhiều poly. Mau phát thoải mái mau phát ẩu đi dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si. Mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. Anh có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Mời đi. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật đi. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ nó bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây gặt hái trái ngọc thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thật với sao mây không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho ra những cái dèm pha kệ mẹ ta đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc kiếm theo nhiều poly. Mau phát thoải mái mau phát ẩu đi dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si. Mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Người ta không biết tao đang bị gì. Anh có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Thôi xem cùng mà thêm. Mời đi. Ok. Hai cái rồi.
anh còn có 200. Anh ngày xưa ra gốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải thật nhận mai lật. Người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ rất cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Tao chỉ là kẻ thơ thẩm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã ao. Những thời gian pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cả tao không có bằng đảng. Vì tao thích lầu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều tô lì mạo phát thoải mái mạo phát ẩu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap. Chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra gốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lướt quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải thật nhận mai lật. Người ta thắc mắc là tao đã đời đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Phiếm không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Ta cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thẩm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã Những thời gian pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cả tao không có bằng đảng. Vì tao thích lầu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều bầu lì mạo phát thoải mái mạo phát ẩu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap. Chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi. Lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Ha ha.
anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thỏa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như đừng phải thật nhận mày lịch. Yeah, người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thức phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ tao cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rút luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt thơ mặn dâu tây. Tao chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những thời gian pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly mạo phát thoải mái mạo phát ẩu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mì. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vì. Nên tao không biết tao đang bị gì. Bị gì? À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Thôi. Xem cùng mà thêm. Mời đi. Ok. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như đừng phải thật nhận mày lịch. Yeah, người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rút luôn bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái được trái ngọt thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những thời gian pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Bằng vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều poly mạo phát thoải mái mạo phát ẩu đi. Dí bòi vào tao suy mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mì. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vì. Nên tao không biết tao đang bị gì. Bị gì? À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Thôi. Xem cùng mà thêm. Mời đi. Ok. Ha ha.
Túi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật đi. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Phím không thể nào khiến cho ta phải loay hoay. Ta cũng đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn kề ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây gặt hái trái ngọc thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao bao cho con beat cho đã à. Những cái dèm pha kệ mày ta đéo thấy cho bọn nó à à à à à cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba 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 cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng bằng bằng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc kiếm thêm nhiều poly. Mau phát thoải mái mau phát ấu đi dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín Việt chi. Mời đi. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố. Mong mọi trẻ con không còn thông số. Và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoải chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê. Anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mày lật đi. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, yeah, yeah, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Vơ va vơ vẩn tao vẫn kề ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ nó bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây gặt hái trái ngọc thơ mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao bao cho con beat cho đã à à à à à ao ngang. Những cái dèm pha kệ mày ta đéo thấy cho bọn nó à à à à à cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba 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 cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng bằng bằng. Vì tao thích lâu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc kiếm thêm nhiều poly. Mau phát thoải mái mau phát ấu đi dí bòi vào tao suy mau phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si mau phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây ngay đây đây đây. Đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Người ta không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín Việt chi. Mời đi. Ok.
tuổi quần anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm, anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Anh có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mai lật. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Tao cũng đã biết mọi thứ rất cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ nó bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái để trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Tao chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những cái dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó cay. Bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cả tao không có bằng đảng. Vì tao thích lầu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều bầu lì mạo phát thoải mái. Mạo phát ẩu đi dí bòi vào tao suy. Mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác. Tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si. Mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây anh ơi, đây đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí ném mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Có sẽ cùng bà thêm. Mời đi. Ok. Anh còn có 200. Anh ngày xưa ra cốc cây nằm. Anh đã có lúc đói ăn, giờ anh phải tập quen với những con số. Đổ đầy bình xăng anh lượn quanh phố, mong mọi trẻ con không còn thông số, và mong anh em con luôn an toàn. Đời còn nhiều chuyện phải lo, nhân sinh quan quan gì quan trọng. Anh em cũng chỉ vì lo mang thanh âm Việt Nam lan rộng. Đôi khi chỉ cần bụng no, một đời thanh niên thoa chí tăng bồng. Có thằng bạn cùng quê nuôi dê, anh đã làm gì đâu mà ra má thế. Họ muốn anh nghiện lại bị anh gây phê. Và lão như chính vừa ven như là phải chấp nhận mai lật. Người ta thắc mắc là tao đã nơi đâu trong bấy lâu nay. Như một lãng khách, ta chỉ vô tình lướt ngang qua nơi đây. Có lẽ quá chén nên là nhạc tao đã có chút hơi say. Không vấn đề gì, tao ok. Những thứ phù phiếm không thể nào khiến cho tao phải loay hoay. Đã biết mọi thứ ta cần thiết đều nằm ở ngay tay. Có những lời vơ va vơ vẩn tao vẫn là cây ngay. Đêm nay chẳng gió mơ mà như mây bay. Ok sao đây cam rũ nó bao vây. Muốn có thành quả thì phải từ tay xây. Gặt hái để trái ngọt và thơm mặn dâu tây. Ta chỉ là kẻ thơ thầm với sao mây. Không mưa một tính toán ủ mưa vào cao tay. Phi vào con track tao ban cho con beat cho đã. Những cái dèm pha kệ mẹ tao đéo thấy cho bọn nó bỏ con tích cực ở tiếp phía đằng sau cách hay là ba cây. Không gì có thể ngăn cản tao không có bằng đảng. Vì tao thích lầu kỳ làm thêm vào nhiều nhạc. Kiếm thêm nhiều bầu lì mạo phát thoải mái. Mạo phát ẩu đi dí bòi vào tao suy. Mạo phát tao free. Bọn nó biết tao có tên Nam Ly. Tao đéo có gì khác. Tao chỉ đổi tên rap chứ tao vẫn nguyên si. Mạo phát tao nguyên si. Thế bây giờ như nào? Hết à? Đây anh ơi, đây đâu? Ánh nắng chiếu rọi đường đi, anh em đi tìm chân lý. Lý trí né mọi thị phi, lau đi nước mắt trên mi. Hỏi baby em tên gì? Tell me what you see. Để anh đưa em sang Hoa Kỳ. Anh đã uống sữa tươi ba vị. Tao không biết tao đang bị gì. À, có lẽ là tao đang hơi chín việc chi. Có sẽ cùng